Chào mọi người đã quay trở lại với cả PC của Lekami. Hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn quay trở lại tuổi thơ với cả một tựa game khá là nổi tiếng. Có lẽ là tuổi thơ của chúng ta thì ai cũng biết tới cái tựa game này cả. Đó là tựa game Metal Slug, hay còn biết đến với cái tên đó là Biệt Kích Thép hay là Rambo Lùn, đúng không nào? Mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phiên bản phổ biến nhất của cái dòng game Metal Slug này, đó là phiên bản Metal Slug X. Có rất nhiều phần của cái tựa game này, như là 1 đến 7 luôn. Nhưng mà cái phiên bản nổi tiếng nhất của nó chính là cái bản Metal Slug X này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn trải nghiệm qua một chút về cái gameplay của tựa game này. Mình sẽ ấn vào phần Main Mission. Và mình chọn cái chế độ Easy. Rồi chọn chế độ đó là One Player. Sau đó thì mình sẽ chọn cái nhân vật Kyo đi. Trông khá là buồn cười đúng không nào? Đây, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi đây. Ngày xưa chúng ta chơi cái tựa game này trên điện tử tay bấm. Mình nhớ là cái hồi mình còn đi học cấp 1 thì mình đã chơi tựa game này rồi. Các bạn đợi chút nhé, để mình tắt cái hộp cây đi cho đỡ lag. Rồi mình sẽ run lại game. Ôi đây. Ăn ngay của bom, quá là nhỏ à. Không nén được quả bom lên cả máy bay này. Yeah. Nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ giới thiệu luôn cả các cái phần của tựa game Metal Slug này cho các bạn luôn. Từ phiên bản số 1 tới phiên bản số 7. Chơi rất là đã. Hết bom rồi. Ui, xin chết. Cái này mình chơi vẫn hơi gà. Chứ trên mạng có một số pro player chơi rất là ác cái trò này. Ui, vừa nhận được bom xong. Nhỏ vậy. Khác với cả cái gì nhỉ? Cái phần chơi trên cái tay cầm ấy, thì cái tựa game này chúng ta có thể chơi được mãi mãi, chơi đến khi nào phá đảo thôi. Chứ trên tay cầm nếu mà chúng ta chơi hết mạng thì chúng ta sẽ phải chơi lại từ đầu, đúng không nào? Rồi. Thời gian rảnh thì mình sẽ giới thiệu một loạt các series về các loại game gắn liền với tuổi thơ của chúng ta luôn. Rất là nhiều game như là RA2 hay là Battle Realm, rồi là Wakaba các thứ. Những tựa game đó bây giờ mình có rất là các nhiều link, các cái gì nhỉ? Rất nhiều các link chất lượng để giới thiệu với các bạn. Mà trước mắt đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phần game gì nhỉ? Game này game gì? À, Metal Slug qua phiên bản X này đã. Ông mải nói lại chết rồi. Ôi à, lại chết nữa. Chơi hơi khó chút. Cái game này có tính giải trí rất là cao. Ui. Tới nào. Hello. Ok. Ok. Tăng của tôi. Ok. Ê, bắn anh à? Bắn anh à? Ôi thôi chết rồi. Đúng á. Đây này. Nếu mà chúng ta chơi trên điện tử tay bấm thì chúng ta đến chỗ này chúng ta sẽ thua luôn. Chúng ta chơi lại từ đầu, đúng không nào? Còn đây chúng ta chỉ cần nhấn nút và chọn nhân vật là chúng ta có thể chơi tiếp được cái tựa game này một cách thoải mái. Xuống. Ơ, quên không nhả súng kia rồi. Rồi thì lại bắn bằng súng lục cùi này. Bắn bao giờ cho chết con đăng rồi đấy. Ê. Ôi ra trời ơi, đây mãi lầy ngọ mày không bắn được cái đạn của nó. Ôi ra lại chết nữa rồi, bây giờ chắc phải chết cả 6-7 mạng đấy nhỉ. À đây rồi, giải cứu mấy ông già chúng ta sẽ có được trang bị. Ôi ra nữa
nhân vật nam này, đang mang hành tráng à? Yo. Ném hết bom đi. À, ôi rồi xong. Cuối cùng chúng ta đã qua được mạng. Và hình như là mình đã chết mất cả như là 6-7 mạng luôn. Khá là hãm. Còn rất là nhiều mạng chúng ta có thể chơi thoải mái trong tựa game này. Sau khi chơi xong cái tựa game này thì mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn cái phần Metal Slug X1 luôn. Đạn laser. Ăn được quá trời điểm luôn. Đạn này thú vị đấy. Ôi hết đạn rồi. Con chó, con chó. Ấy à, súng này ngon đấy. Ôi nó bắn cái gì vậy? May bờ ấy. May bờ ấy. Yo. Súng gì đây? Yeah. Ấy à, súng chất đấy. Thổi mắt bay luôn. Mày. Ôi thôi xong, mất súng rồi. Cái gì đây? Ôi chết luôn. Quay lọ. Thế ạ, thế ạ. À, có mà nào. Đây là vào năng mộ Ai Cập. Mình nhớ cái màn này trước đây mình chơi trên điện tử tay bầm là tay bấm á, là cái màn gần như là khó nhất luôn. Mình nhảy cái này mình thường hay bị mít. Ôi chết rồi. Ôi dạ, lại nữa. Trời đất ơi. Đã thành thế này à? Đấy cái xác ướp. Rồi, đây nào. À, có cái bình giải độc. Hay quá. May hả bữa ấy, may hả bữa ấy. Chơi anh chó. Mình thích 92, 95, 99 mấy các thứ. Sao cho nó phù hợp nhất với cả cái thói quen cũng như là cho nó thuận lợi với cách chơi của các bạn nhé. Mình thì ở đây là số 4 và số 6 bên phía Numlock. Và cái nhảy là Spec Start Enter. Auto Fire thì mình bật on nhưng mà nó cũng không có tự động bắn. Cho nên là cái này thì bật thế nào cũng được, các bạn không cần quan tâm nhé. Còn những ai mà có Gamepad ấy, thì các bạn hãy sử dụng cái điều chỉnh bên này. Gamepad hình như là cái điện tử cầm tay á. Nếu các bạn chơi thì các bạn điều chỉnh ở đây, thế nào? Rất là dễ thôi. Sau khi xong thì các bạn chỉ cần ấn back ra ngoài, nó sẽ tự lưu lại cho các bạn. Thế nào? Bây giờ đến phần language thì có tiếng Anh nữa đúng không nhỉ? Tiếng Anh thì kệ đi. Sau đó đến phần video option nhá. Video option ở đấy thì mình khuyên các bạn nên để chế độ cửa sổ này mà chơi nhá. Chứ nếu các bạn chỉnh ra full màn hình thì nó tệ lắm. Nếu muốn thì các bạn có thể thử, rất là dễ dàng thôi. Nó hỗ trợ rất là nhiều các cái khung hình ở đây. Nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn là nên để chơi ở cái chế độ cửa sổ này thôi. Cứ ấn vào chữ default này được nhá. Nó sẽ chỉnh cho các bạn cái phần cửa sổ màn hình để chơi. Được chưa nào? Lúc nãy mình đã thử cái khung hình full màn hình rồi. Nhưng mà thực sự là cái game này đồ họa hơi yếu. Cho nên là full màn hình lên nhìn vô cùng chán. Rồi đó là phần video option. Còn sound volume thì các bạn có điều chỉnh ở đây. Các bạn càng bấm thì nó sẽ đi từ 1 đến 10 nhá. Cái âm lượng của tựa game đấy, nó sẽ đi từ 1 đến 10 được chưa nào? Cho nên là các bạn hãy hiệu chỉnh sao cho nó phù hợp. Ví dụ các bạn lên muốn 10 trên 10 rồi các bạn muốn cho nó hạ xuống thì các bạn ấn một phát nữa nó thành 1 trên 10. Sau đó ấn tiếp là nó cứ thế nó đi thôi, thế nó đi thôi, được chưa nào? Các bạn có thể hiệu chỉnh sao cho nó vừa tai nghe thì được.
Rồi sau đó các bạn ấn back quay lại xong xong cái phần chúng ta setting ở đây. Cái phần leaderboard nó là cái bảng xếp hạng. Mình chơi mấy lần rồi này. Khá là hay. Còn multiplay ấy, thì có lẽ là online Moze thì mình nghĩ là không chơi được đâu. Cho nên là các bạn cứ chơi cái phần main mission ở đây nhá. Các bạn ấn vào phần main mission. Ở đây các bạn có thể chọn cái chế độ easy, hard hoặc là very hard được chưa nào. Free to play đi. Đó, chọn chế độ là easy nhá. Rồi các bạn thích, nếu mà các bạn mới vừa chơi xong ấy thì các bạn hãy ấn vào phần ARKZ Moze này nhá. Còn không ấy, nếu các bạn mà đã chơi qua màn rồi mà các bạn muốn chơi tiếp cái màn mà các bạn lần trước đã đang chơi ấy, các bạn có thể ấn vào cái phần Mission Moze ở đây. Rồi các bạn chọn màn, được chưa nào? Mình thì mới chơi được 5 màn thôi, cái màn cuối nó vẫn còn khóa này, được chưa nào? Mình chơi đến màn 5 rồi. Đó là cách để vào tới game thôi. Bây giờ thì các bạn chỉ cần ấn vào đây là có thể chơi game lại từ đầu. Và có thể chọn chơi chế độ 2 người hoặc là 1 người. Như mình đã nói lúc nãy, ở đây thì các bạn vào phần setting, vào phần key configuration. Thì ở đây các bạn có thể điều chỉnh được cái nút bấm của người thứ hai này. Cái hai người cùng chơi trên một bàn phím được luôn á. Hoặc là hai người cùng chơi hai tay cầm khác nhau cũng vô tư, đúng không nào? Các bạn có thể điều chỉnh các nút ở đây sao cho phù hợp. Đây sang xuống trái phải đó, đúng không nào? Đại khái là vậy. Được game chứ rất là vui.